Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Hello, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi tới phần thứ 3 của chương trình bữa nay. Một lần nữa, tôi là bác sĩ Dylan Nhân Trần và có bác sĩ Derek Phạm. Xin quý vị gọi vô 714-893-3264. Có một cô cô gọi vô tuần trước, cô nói chuyện với bác sĩ Toản, là cô không có đi ra được, cô muốn bác sĩ tới nhà của cô, mà cô muốn trả tiền mặt. Cô có bảo hiểm, nhưng mà thường thường cái bảo hiểm, mấy cái bảo hiểm mà nó gửi bác sĩ tới nhà của quý vị đó, nó không có dùng bác sĩ đâu, nó sẽ dùng mid level, nghĩa là phụ tá. Thì tôi không biết chắc chắn 100% là tất cả mấy cái bảo hiểm, tất cả mấy cái nhóm mà nó gọi là home doctors, mấy cái đó mà nó gửi bác sĩ tới nhà của quý vị đó, thường thường nếu mà quý vị dùng bảo hiểm đó thì nó sẽ gửi phụ tá, giống như là PA hay là nurse practitioner. Trả lời câu hỏi mà của cô hỏi đó, thì có, nếu mà mình muốn thật một người bác sĩ tới nhà đấy, thì thường thường mình phải kiếm một người, mấy cái nhóm nó gọi là concierge service, nghĩa là bác sĩ chuyên môn chỉ tới nhà của bệnh nhân thôi. Thường thường mấy cái người bác sĩ này, mấy cái nhóm này đó, nó lấy tiền mặt và nó bắt mình ký một cái contract với nó, nghĩa là thường thường mấy người rất là giàu mới dùng được cái này. Nghĩa là tôi có một người bạn mà anh chàng này làm cái chuyện này với lại một cái nhóm. Thì thường thường đó, nếu mà mình muốn bác sĩ tới nhà của mình mà mình muốn trả tiền mặt đó, thì mình phải ký một cái contract, là nghĩa là mỗi tháng mình phải cho cái người bác sĩ đó một số tiền, 1.000, 2.000, bệnh hay không bệnh mình cũng phải trả cho ổng. Thì lúc đó đó, lúc giờ nào mà mình cần đó, mình gọi thì ổng sẽ trả lời, hay là mình gọi thì ổng sẽ chạy tới nhà. Thì thường thường cái đó là cái câu trả lời cho cái cô mà cô gọi bác sĩ Trần Ngũ Toản tuần trước ha. Bác sĩ Derek có mình đang chờ không ai gọi vô. Bác sĩ Derek có đề tài nào muốn nói? Để mình trở lại, có một hồi nãy có cái chú mà nói về cái vai nó đau đó. Thì bác sĩ Derek nói có một cái tôi quên rồi, là bệnh nhân hồi nãy kêu là đau nhất cái vai, thì nếu mà tùy theo đau nặng hay là đau nhẹ. Nếu mà đau nhẹ mà vẫn nhúc nhích được á, thì có thể làm bệnh lý trị liệu, hay là nhưng mà nếu mà đau nặng quá, giống như mà dở cái tay lên, sau cái này dở lên không được á, giống như là đi chải tóc không được á, thì cái đó là đau nặng hơn. Thì cái đó đau nặng hơn, có thể cần đi, bác sĩ Đơn cho ý kiến là có thể cần đi chụp hình MRI để coi có bị rách cái gân hay là cái gì không, mà có thể cần mổ xẻ, bởi vậy mới nhúc nhích không được. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ, chào bác sĩ, chào anh. Dạ, hồi nãy con nói với thuốc gì, thuốc mà với cái cơ mũi hai để có cái vi trùng viral micro gì đó hả? Đó là cho những cái người trẻ hay là người mà trên tâm hả? Cái này, cái thuốc chích ngừa mới, cái bivalent này của Pfizer Moderna, ai cũng chích được hết. Ai cũng chích được hết á, nhưng mà mình chỉ phải đã chích hai mũi đầu tiên, hoặc là một mũi Johnson & Johnson, hoặc là hai mũi Pfizer, hoặc là hai mũi Moderna. Nếu mà người trẻ tuổi á, dưới 18 tuổi á, thì cái mũi này nó chỉ cho chích mũi Pfizer thôi. Còn nếu mà hơn 18 tuổi, mình có thể chích Pfizer hoặc Moderna cũng được. Không, xin hỏi lại bác sĩ như là tôi 55 tuổi, tôi trên 55 tuổi, tôi chích mình 4 mũi tất cả rồi. Cái này thì nó không có, nó tại nó chỉ thí nghiệm dùng cái mũi này là mũi thứ tư, nó so sánh với cái mũi thứ tư
cũ cũ với lại cái mũi thứ tư mới, thì nó thấy cái mũi thứ tư mới này nó có vẻ có hiệu nghiệm hơn. Còn nếu mà cái này là mũi thứ năm á thì cái đó là không biết. Dạ, bác sĩ Đường có ý kiến gì không? Dạ, tôi có kinh nghiệm về cái này là tại có một người bệnh nhân của tôi. Ngay bây giờ đó, trên xứ Mỹ đó, nó rất là muốn mình chích. Thành ra nếu mà mình hơn 65 tuổi mà mình đã chích 4 mũi rồi đó, nếu mà mình ra mấy cái tiệm thuốc Tây đó, nó sẽ chích cho chú cái mũi mới. Tại trên xứ Mỹ có rất nhiều, nó dư thuốc, tại có rất nhiều người họ không muốn chích. Thành ra nó cũng rộng rãi lắm. Thành ra nếu mà nếu mà chưa hơn 65 tuổi và nếu mà chú có bị giống như tiểu đường là chắc chắn nó sẽ chích cái mũi thứ năm. Tôi có bệnh nhân. Dạ, tôi chú bị gì chú? Cancer. Oh, dạ, chắc chắn là nó sẽ chích cái mũi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, nhưng mà mình có nên hỏi bác sĩ gia đình, bác sĩ về cancer không? Nếu mà chú muốn đó thì chú gọi bác sĩ gia đình của chú hỏi. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi đó, nếu mà chú bị cancer, chú chích cái mũi thứ tư hồi nào vậy chú? Cũng gần năm rồi. Oh, dạ. Nó sẽ cho chú chích cái mũi thứ năm. Chú cứ gọi bác sĩ gia đình của chú đi ha. Dạ. Dạ, chú xin hỏi một câu thứ hai được. Dạ, dạ. Dạ, nói về cái rỗng xương à. Dạ. Được mà. Dạ, dạ. Dạ, dạ tôi hồi năm 2015. Bây giờ tôi đã thử, mỗi năm tôi thử năm 15, năm 18, năm 20, thử tất cả là chụp hình đã là 4 lần. Thì lần đầu chúng tôi là nó cái chi quan nó là 3.5. Thì sau đó thì cái lần thứ nhất thì thứ nhất thì xuống còn là 3.4. Rồi cái lần thứ hai xuống còn 3.3. Rồi lần thứ hai thứ ba thì nó xuống còn lại 3.2. Rồi bây giờ cái mới tôi mới chụp 8 này nó thì nó xuống nó dần là 3.2. Tôi đã chích đủ, đã uống thuốc, tôi uống anti-lorex 70 mg, sau đó tôi qua chích Epoia 2 mũi, sau đó bác sĩ ở tuần 5 thử lại thì cũng gần là 320 giống như cái trước. Thành ra bây giờ không nghe, không nói trời, giờ tôi không còn lành. Để tôi trả lời rất lẹ là tại có người khác chờ. Sau khi 3 năm mà mình thấy uống hay chích mà nó cũng vậy thôi, nó không thay đổi đó thì mình nên ngừng một thời gian. Okay. Tức là tôi có thay đổi từ năm 3 năm. Đi qua nó là 3 năm thì sẽ xuống 3-4, 3-2. Nếu vậy thì xin bác sĩ gia đình có thể ngừng một thời gian ha. Không có chân ngừng 1 năm rồi. Ok, vậy nếu mà ngừng 1 năm rồi thì cứ uống lại hay chích lại được ha. Thì ổng nói thử nay ổng nói cho dạ, ok, thì chứ dạ, chứ nên gọi ông. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn. Hello, chị biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ, tôi chào hai bác sĩ. Dạ. Dạ, chú có hỏi đi chứ. Dạ, tôi xin chào, năm nay tôi 75 tuổi. Tôi vừa giải phẫu lên cancer rồi, tức là cắt bỏ một phần nữa. Nhưng mà không biết rồi khi giải phẫu thì cái bụng tôi nó vẫn đau. Nó đau bên mấy trái chỗ, nó chỗ cái dùng cái xương sườn dưới những cái ở dưới đó, tức là nó kể như trái mà nó nằm chỗ mà dùng chỉ tạng rồi đó. Nghĩa là có thể nói là tôi không hiểu tại sao nó sưng được, nó đau. Thì tôi đã đi mà dương xây 2 lần, dùng MRI, CAT scan rồi á, thì họ nói là không có cái gì hết. Tức là họ chỉ nói là thì tôi không biết tôi phải làm như thế nào, tại vì bác sĩ gia đình của tôi thì không biết gì lý do gì, có khuyên là không muốn khỏi phòng mạch hay không, giờ như đâu không biết, không liên lạc được. Thì bây giờ tôi không biết sưng mà vẫn đau như vậy, nó không có đau nhiều, nó đau răm răm thôi, nên tới chừng 3 vậy, 1-10 thì đau 3 với nó sưng. Vì vậy tôi phải làm như thế nào, tại vì tôi đi bác sĩ thì vô trong chỗ mà sân si tôi hỏi lý do thì họ cũng không nói gì, chỉ nói là tức là cũng như ok. Chú chờ một tí nha. Chú chờ một tí, mình phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại mà bảo trợ cho chương trình này, mình sẽ nói chuyện off air ha.